Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày 13 tháng 5 năm 2024, còn 5 ngày nữa là đã tới đại lễ 18 tháng 5. Hôm nay thành quý cư sĩ và Quỳnh Pháp Tây Quê có mặt tại ban trị sự xã Long An để ghi hình lại quang cảnh làm xe hoa và tất cả những chiếc xe hoa của mùa đại lễ này. Mời quý vị cùng với chúng tôi theo dõi. Nam Mô A Di Đà Phật. Đây là xe hoa của ban trị sự xã Long An kính mừng đại lễ 18 tháng 5. Quá đẹp quý vị ơi. Quá. Dạ, nhìn quá đẹp rồi. Dạ. Đây là xe hoa mô hình ông rùa. Trong sấm giảng, Đức Thầy cũng có nói một đoạn. Lúc tam tạng Tây Phương quyết đáo, bị loài yêu làm bạo lắm phen, Đức Từ Bi phải lộ trắng đen, Lôi Âm Tự cũng đi đến chốn. Đi dọc đường, yêu tinh làm hỗn, thấy đường tăng thơm thịt muốn ăn, nhờ môn đồ bát giới sa tăng, với đại thánh đề thiên cứu giới. Lòng sáu chữ nhớ không có ngớt, thì nản tai cũng thoát như không. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Thưa anh Sáu, là mình chạy diễu hành hả anh? Bữa 18 kìa. 18 hả? 18 chắc là ở dưới chạy dài quá. Hưởng cho anh biết cái cảm nghĩ của anh về năm nay 18 tháng 5 2024 thì sao anh Hưởng? Cái năm nay thì ngày 18 tháng 5 thì nó cũng vui nhộn với mấy cái năm đại lễ trước đây. Dạ. Nhưng mà nó cũng có những cái đổi mới, là mình các xe hoa nó tăng nhiều hơn. Hiện giờ thì cũng như theo được đi họp ở trung ương thì nó lên khoảng 20 chiếc, cộng thêm thị xã mình nó cũng gần 10 chiếc nữa, là tính ra gần 20, theo hãm hợp thì 28 chiếc qua năm nay. Dạ, 28. Vì năm nay xe đông hơn năm rồi à? Đông hơn. Tính số lượng mà vừa vũ công với xe hậu tốc thì kia nọ chắc cũng ước tính cũng 80-90 chiếc gì trên đường đi. Dữ nghe chàng. Vậy là năm nay cái mấy giờ mà mình diễu hành ở trong thị xã mình anh? Diễu hành ở trong thị xã thì năm nay là cái dự kiến đi làm lễ ở trung ương xong á, tiến hành từ tỉnh lộ 954 đi lên Tân Châu á, thì địa điểm ghé tại nhà hàng Kim An là lúc 15 giờ, tức là 3 giờ chiều. Dạ, dạ. Địa điểm nơi là siêu thị của Tân Châu hết. Rồi sau đó mình dùng bữa ở tại nhà hàng Kim An. Thì dùng xong là đến 14 giờ thì là đoàn xuất phát. Đi đoàn đi cái đường là Tôn Đức Thắng lại lên vô dòng phiến của lên cầu. Dạ. Được, Long An, Tân An, đi tiến về Vĩnh Sương. Làm sao đoàn mình tranh thủ đi là với cái quy định đi là 20 km/h để kịp cái thời gian diễu hành lên tới Vĩnh Sương. Vậy là chạy cũng lẹ rồi ta. Tại vì cái đoàn năm nay tính đi là chiều dài vừa xe này xe nọ là tính ra cũng từ 1-2 cây số, đoạn đường nó xa lắm, cho nên mình là tranh thủ để mình đi lên tới Vĩnh Sương. Sau khi lên tới là Vĩnh Sương rồi mới quay trở lại là lúc khoảng 8 giờ và 6 giờ để mình kịp đi. Khi đoàn đi xuống tới Đăng An, Long An thì đoàn của trung ương sẽ về dưới, còn đoàn của thị xã Tân Châu mình thì đi từ Long An, Châu Phong, đi tránh là Phú Vĩnh rồi Long Phú rồi về tới Kim An thì mình chia tay. Dạ, dạ. Tiếp theo là anh em chúng tôi đến quay xe hoa của ban trị sự xã Châu Phong quý vị. Mời quý vị cùng theo dõi. Nam Mô A Di Đà Phật. Là xe hoa của ban trị sự xã Châu Phong kính mừng đại lễ 18 tháng 5 Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo ban trị sự xã Châu Phong. Đây là tòa sen nữa mình Quan Âm và dưới hai đồng tử hả chú Nam? Dạ, hai đồng tử đây. Mấy giờ cũng chưa có qua gặp chú Nam hả? Chưa.
con cũng đi hoài mà có đâu chứ năm đâu với năm ngoái anh nhận phỏng vấn nói chú Năm, chú Năm mà chưa biết hen. Dạ chú Năm biết không? Biết, chú còn lấy số điện thoại chú Năm mới được. Đơn giản không gì đấy. Dạ. Con á thì để con tắt kìa. Phát ra biểu diễn đàn gì ha. Dạ. Quá đẹp rồi. Anh năm nay xe qua của ban trị sự xã Châu Phong có thay đổi. Đó thiệt đó. Dạ. Chú Năm chưa làm. Làm chơi đó thiệt. Dạ dạ. Ở đây nữa nè. Cái này là ông Ngỡ. Vịt nữa nè. Hai nữa ông ra quê. Dạ dạ quá đẹp à. Đức thầy cũng có câu Nam Hải Quan Âm lấy tịnh bình, cầm nhành dương liễu trải tà tinh, quyết lòng độ tặng trong sanh chúng, ai ghét ai ưa cũng mặc tình. Hay là lệnh Quan Âm dạy biểu khùng toàn, cho bổn đạo rõ nguồn chân lý. Lời Đức Thầy. Rồi sớm cho đèn led thầy lên. Ao sen báo Tây Phương đua nở, chờ chúng sanh niệm Phật chí tâm. Tứ trụ là bốn cái chân dung của Đức Thầy. Chân dung thứ hai thì trang trí khẩu hiệu vì đạo pháp, vì dân tộc. Chân dung thứ ba thì ta thừa dưng sắc lệnh Thế Tôn khắp hạ giới truyền khai đạo pháp. Chân dung thứ tư cũng vậy, ta thừa dưng sắc lệnh Thế Tôn khắp hạ giới truyền khai đạo pháp. Chú Năm cho con hỏi chương trình đại lễ năm nay là mình diễu hành như thế nào chú Năm? Dạ. Năm nay thì bằng sự chú Phong thì các bạn chuẩn bị sớm chút. Dạ. À, dạ. Em chạy đi làm xe của mình trong bữa rằm trên rằm đó, mình ngày rằm đó mình còn trang trí thêm. Dạ. Đó, để mình chạy bữa rằm đến là bữa 16 là không kịp. Dạ. Cũng như mình chạy đó để mình thử máy móc này kia, có xe cộ, dạ. Kiểm tra. Cái khách tiếp của mình nó đạt không? Dạ. Còn đi 16 thì đặc biệt đi 16 thì mình năm nay mình về thì mình đi đây khoảng 3 giờ. 3 giờ đi. Dạ. Hồi năm ngoái làm như con thấy về hơi chảy á chứ nè. Con cắt xe qua về. Mình đang cơm ở Trung Sơn. Còn năm nay thì ban sườn An An. Dạ. Tổ ta không có tập trung lại nữa. À vậy nếu vậy là đi là hơi nhanh rồi đó. Giờ mình xe ai nó chạy đó mình không có tập trung nữa. Mình về Trung Sơn cũng tập trung cho nó đại nên các hồn của Tân Châu gì đó mới đi được. Dạ. Cơm ai thì nay nghe nó lo. Dạ. Tới đó phải đúng 6 giờ mà xuất phát. Có nghĩa là 6 giờ là mình tập trung ở Long Sơn. Long Sơn. Dạ. Ban trị sự Long Sơn hả chú Năm? Dạ. Mình nói đẹp đi thực tế. Dạ. Vậy là nếu mà 6 giờ tập trung ban trị sự Long Sơn là xuống tới có mặt đầy đủ à. Xuống tới dưới khoảng 9 giờ quá. 9 giờ 10 giờ. Khoảng 9 giờ 10 giờ. Cái bàn đêm 16 mình không có một đoàn tới dưới là mình nghỉ. Rồi ngày 17 mình nghỉ, giờ đêm 17 mình nghỉ, mình giấc chiều 17 đó, mình diễn một lúc. Cũng như là mình được là diễn giấc chiều 17 đó là dữ dàng nha. Dạ. Nó chuyện làm dữ dàng. Rồi đó là mua đúng 4 giờ rưỡi đêm 17, 6, 18 đó. Rồi mình đi thực hiện dung. Dạ. Cái mô hình chiếc xe mình năm nay là nó như thế nào chú Năm? Thì cái mô hình năm nay thì nói chung cũng không có gì thì là lạ mới, nhưng mà mình đổi. Dạ. Vũ công của đồng tử mình đưa lại trước này. Dạ. Với mô hình của mình năm ngoái là mình làm cái hòn cái kiểu mà nghe bà con ta cũng có hấu làm cái hai hòn là gọi là hòn sư tử. Dạ. Nhưng mà nó hấp dẫn. Để chứ năm nay là làm dò có dò đá sư lưng. Dạ dạ dạ. Năm nay xe qua của ban trị sự Châu Phong mình như thay đổi nhiều á, con thấy là đẹp hơn. Dạ. Có cái gì đó. Dạ có hai cái giống như núi nè. Mình giả cảnh mà. Dạ dạ. Năm ngoái thì không có giả cảnh, năm ngoái là chú Năm hơi buồn. Dạ. Dạ vậy con cảm ơn chú Năm. Dạ dạ. Trong quyến đến để mà quay chương trình để mà xe qua kính mừng đại lễ 18 tháng 5.
trong này có 4 thành viên, một tôi Nguyễn Văn Thông từng gọi Năm Nhàn, ban tổ chức của đại diện Sua, còn đây kỹ thuật điện ánh sáng Trần Văn Đệ, còn đây Khánh Tiết Nguyễn Văn Úc, còn bên kia là hỗ trợ Khánh Tiết và điện là Nguyễn Văn Thiết. Dạ, cảm ơn quý vị. Tiếp theo là xe hoa của ban trị sự phường Long Thạnh. Mô hình xe hoa là hình ong rồng. Đức Thầy cũng có câu trên năm non rồng phụng tốt tươi, miền bảy núi mà sao báo quý. Đây là chiếc xe hoa chuẩn bị đại lễ 18 tháng 5 năm 2024 của ban trị sự phường Long Thạnh. Xe hoa của ban trị sự phường Long Thạnh là đã hoàn thành 100% quý vị. Chỉ chờ cho đến ngày đại lễ thì bắt đầu hoạt động. Đây là mô hình ong rồng, mình nhìn từ phía sau. Kính chúc quý vị đồng đạo thân tâm thường an lạc, đạo quả sớm viên thành. Đây là ban trị sự xã Tân Thạnh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang. Tiếp theo là xe hoa của ban trị sự xã Tân Thạnh, Tân Châu, An Giang. Quá đẹp quý vị ơi. Mô hình chiếc xe hoa là cầu bê tông nông thôn. Ở phía trước thì có trang trí chân dung của Đức Thầy bốn mặt ở trên một cái tòa sen. Kính mừng đại lễ kỷ niệm 85 năm ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo, 18 tháng 5 kỷ mão 1939, 18 tháng 5 Giáp Thìn 2024. Bên hông thì có khẩu hiệu là cái hành đạo đúng theo ý nghĩa xác thực của nó là làm thế nào phát hiện được những đức tánh cao cả và thực hành trên thực tế bằng mọi biện pháp để đem lại cái phước lợi cho toàn thể chúng sanh. Quá đẹp quý vị ơi. Phía sau đây là phía sau của chiếc xe hoa của ban trị sự xã Tân Thạnh. Khẩu hiệu bên hông của chiếc xe là bờ cõi vững lặng thân ta mới yên, quốc gia mạnh giàu mình ta mới ấm, hãy tùy tài tùy sức nỗ lực hy sinh cho xứ sở. Bác Tư cho con hỏi là xe hoa của mình nó có ý nghĩa như thế nào bác Tư? Xe hoa của mình có ý nghĩa là mình cũng ở nông thôn. Dạ. Cầu kỳ đường kia người dân cần nhất là có cái cầu đi qua kinh gặt đường kia để làm ruộng lúa. Dạ. Cho nên từ cái chỗ mình lấy cái đó mình làm cho cái địa phương của mình. Giờ năm nay cái việc mà mình diễu hành sao bác Tư? Thì mình diễu hành là coi như là đêm rằm là mình diễu hành ở trong xã thử xe. Ở trong xã thôi chứ không có tập trung giống như năm rồi. Tập trung là coi như là cái đêm cái ngày 16
chiều 3 giờ tập trung Thượng Sơn đi thẳng xuống Hòa Hảo. Dạ, còn cái ngày 15 là mình có tập trung xuống dòng xiến không? Không, tức là ngày 15 là chiều 15 đó mình thử xe trong xã thôi. À vậy là xã ai nấy chạy. Thử xe, còn cái chiều 16 là 3 giờ tập trung xuống Thượng Sơn, mình tập trung đi với Thủ Đình luôn, Quý Hòa luôn. Dạ, vậy là con hiểu cái tiến trình xe rồi. Dạ, vậy con cảm ơn Mất Tư. Cảm ơn mình. Dạ. Anh em chúng tôi đã tới ban trị sự xã Vĩnh Sương quý vị. Tiếp theo mời quý vị cùng với chúng tôi theo dõi chiếc xe hoa của ban trị sự xã Vĩnh Sương. Nam Mô A Di Đà Phật. Đây là xe hoa của ban trị sự xã Vĩnh Sương quý vị. Đã hoàn thành 100%. Chuẩn bị để đến ngày lễ đản sanh của Đức Thầy là bắt đầu hoạt động. Mô hình chiếc xe hoa thì ở phía trên là trang trí, ở phía trước là chân dung của Đức Thầy bốn mặt trên một cái tòa sen, và phía sau là mô hình chùa Võ Châu Tự. Đây là mô hình chùa Võ Châu Tự quý vị. Nhìn giống y chang như cái chùa Võ Châu Tự luôn. Hai bên xe thì có trang trí khẩu hiệu là trong một nước nhân tài hữu dụng, kẻ tu hành đa phước thì nên, quyết trao thân tánh hạnh cho bền, niềm ơn nghĩa toan đền dứt nợ. Đây là bốn câu giảng ở trong quyển 5. Tiếp theo mời quý vị cùng với chúng tôi theo dõi xung quanh của chiếc xe của ban trị sự xã Vĩnh Sương. Đây là phần ở phía sau. Phía sau thì có trang trí hai câu giảng là sớm chiều phủi sạch lợi danh, tầm nơi chánh giác, cõi thanh đặng về. Đây là phía sau ở chiếc xe hoa ở chùa Võ Châu Tự của ban trị sự xã Vĩnh Sương. Đây là mô hình ngôi chùa Võ Châu Tự. Ở phía dưới có trang trí các câu giảng là tu cầu trăm họ hiền lương, đồng thanh niệm Phật, tai ương chẳng còn, tu cầu gia đạo vuông tròn, chồng hòa vợ thuận, cháu con thảo hiền. Quá đẹp. Bây giờ đây là cái này là mình lau lá để có bánh lễ 18 tháng 5 đó phải không cậu? Dạ. Một, dạ. Ở đây là quang cảnh các cô lau lá để chuẩn bị ngày 15 gói bánh để chuẩn bị kính mừng đại lễ 18 tháng 5 lần thứ 85 ngày Đức Thầy khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo ở tại chùa Võ Châu Tự. Dạ sao? Dạ. Dạ. Đây là quang cảnh chùa Võ Châu Tự. Ở trong chùa thì các anh em cũng chuẩn bị lau chùi để chuẩn bị trang trí cho ngày đại lễ sắp tới.
Năm nay đoàn xe diễu hành cũng từ Ban trị sự Trung ương tại chùa An Hòa Tự cũng diễu hành về tới đây quý vị. Chùa Gió Châu Tự ở Vĩnh Sương, Tân Châu, An Giang. Tiếp theo mời quý vị cùng với chúng tôi theo dõi xe hoa của Ban trị sự phường Long Châu, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang. Đây là chiếc xe hoa của Ban trị sự phường Long Châu, cũng hoàn thiện khoảng 90% quý vị. Đây là chiếc xe hoa, đây là chiếc xe hoa để chuẩn bị kính mừng đại lễ lần thứ 85 ngày Đức Thầy khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo. Ở phía trước thì có trang trí hai câu giảng là biết làm sao gieo đạo khắp đại đồng, đưa nhân loại đi vào dòng hạnh phúc. Ở bên hông thì có trang trí hai câu giảng ao sen báo Tây Phương đua nở, chờ chúng sanh niệm Phật chí tâm. Phía trên xe hoa thì trang trí chân dung của Đức Thầy bốn mặt ở trên một cái tòa sen. Có những câu giảng như ta thừa vưng sắc lệnh Thế Tôn, khắp hạ giới truyền khai đạo pháp, hay là ước trăm họ nhẹ mình có cánh, đồng bay về cực lạc một đàn. Quá đẹp quý vị. Đây là chiếc xe hoa của Ban trị sự phường Long Châu, rất là đẹp. Tây Phương đua nở hoa liên, chờ người hữu phước thiện duyên từ hòa. Hai bên ở phía sau chiếc xe thì có trang trí mô hình hai quyển sấm giảng thi văn toàn bộ của Đức Huỳnh Giáo Chủ. Quá đẹp luôn, này bằng đêm đẹp lắm. Tôi cho con hỏi là cái chiếc xe mình là tính diễu hành là vào ngày mấy bác Tư? Ngày 15 là đại thử đàn ở địa phương. Tức là địa phương nào thử đàn địa phương nấy chứ mình không có chạy xuống dòng xiến ở Long Phú. Không. Dạ. Ngày 16 mình mới về ăn bữa. Chiều ngày 16 hả bác Tư? Chiều 16 14 giờ. Dạ. Và năm nay cái đoàn diễu hành của mình là từ đâu tới đâu bác Tư? Thì đây chạy xuống An Hòa Tự rồi trở về Tân Châu, Tân Châu chạy lên Vĩnh Sương. Dạ. Vòng 14 xã. 14 xã phường. Mình có chạy cái đường Châu Phong không bác Tư? Châu Phong có. Dạ, vậy là năm nay đông dữ à nghe. Cái đường Châu Phong thì nó cũng đoạn cũng hơi chẹt. Năm nay ở dưới cũng tăng là 28 chứ 18 chứ, trên này 10 chứ, trên này 9 chứ. Dạ. 27 chiếc xe hoa không, còn cái lăng này kia cái nọ. Nếu mà tính ra hôm nay là nếu mà xe đưa này kia chắc mấy? Cả 40 mà. Dạ, 40-50 chiếc xe luôn á. Dạ dạ dạ. Cái này là bởi vì lễ của thầy thì tụi tôi trong ban sự bạn tính vào lễ của thầy phải là lấy cái hình tượng của Đức Thầy là khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo, thì trong này có sấm giảng thi văn giáo lý toàn bộ. Dạ. Là để là dạy chúng sanh để tu hành cho đến về cõi an lạc. Dạ. Thì lấy cái này lấy cái gốc của Hòa Hảo là kinh là giảng là trong này nó đủ. Dạ. Của Đức Thầy dạy sao thì trong này cái cuốn này hết, trong này hết trơn. Dạ. Cái này là hầu như cái này là cái mới so với năm rồi á bác Tư. Mới. Dạ. Cái này là thiết kế mới làm lại, mới năm nay bắt đầu. Dạ. Vì mình thấy lễ của thầy mà sao không có thấy câu hướng giảng nào của thầy hết. Dạ. Mình mới làm lại là hướng giảng của Đức Thầy. Dạ. Quá đẹp. Vì thầy ra đời để là in kinh giảng để cho chúng sanh theo đó tu hành. Dạ. Trong này nó có đủ là tôn chỉ hành đạo, là bắt chánh đạo, trong này nó đủ hết trơn, thành ra mình
Cái này là có nghĩa là sấm giảng thi văn giáo lý toàn bộ của Đức Huỳnh Giáo Chủ, là không thiếu chỗ nào của Đức Huỳnh Giáo Chủ hết. Dạ. Cho người ta, mấy người mà ta không biết thì ta mới thấy đây đây là của Đức Huỳnh Giáo Chủ. Nó còn mình làm thì mình làm cái kiểu vậy thôi, nhưng mà cái nó quan trọng là cái chỗ này. Dạ dạ. Cái chỗ này là cái chỗ là cái cẩm nang đi về cõi Tây Phương là trong cái cuốn này. Dạ. Con nhớ Đức Thầy nói xem cậy này như ngọc như ngà đó, từ phải nảy nở như cơn mưa thuận. Hợp mùa tứ giống như bất lận. Dạ, thái mọc mầm chỗ lá mới màu, phiên chúng sanh nghĩ tặng đôi đầu, về cực lạc mới là hết khổ. Dạ. Quá đẹp à. Như Đức Thầy nói là nghe cạn lời chứ có mờ, tìm hiểu nghĩa làm sao bắt đầu. Dạ. Vậy câu nào cũng thấy hay hết trơn quá từ. Nên cho nên trong cái quyển tư Đức Thầy nói là ta yêu chúng giết gia giảng kệ. Dạ. Phiên tăng đồ cùng các tín đồ nghe cạn lời cứ có mờ hồn, tìm hiểu nghĩa làm theo đắc đạo, tìm không hiểu nghĩa thì không có đắc đạo à. Dạ. Tìm hiểu nghĩa mới được. Dạ. Thật ra năm nay tôi bàn với trong ban dự là phải làm cái này, mà tôi tính làm lớn nữa, cái ảnh ấy lớn quá, giờ bút này đâu làm nhiêu. Dạ. Bên cúng nữa. Ý nghĩa của đạo thì phải làm theo đúng. À, tiếp theo là ban trị sự xã Phú Vĩnh, thành quý cư sĩ và Quỳnh Phát TV. Hôm nay anh em đến đây cũng tiếp tục ghi hình lại những chiếc xe hoa của chúng ta ở trong thị xã Tân Châu. Nam mô A Di Đà Phật. Đây là phía trước cổng của ban trị sự xã Phú Vĩnh. Đây là chiếc xe hoa của ban trị sự xã Phú Vĩnh quý vị. Mô hình chiếc xe hoa thì Đức Phật Thích Ca ngồi dưới cội Bồ Đề. Bên hông thì có trang trí câu giảng là đạo gần đất, ma dương theo khuấy, dùng thần thông, nghị lực dẹp tan. Tôi xin tóm tắt lại sơ lược tiểu sử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Thái tử Sĩ Đạt Ta đản sanh vào ngày mùng 8 tháng 4 năm 624 trước Tây Lịch. Ngày mùng 8 tháng 2, Thái tử xuất gia, lúc đó ngài được 19 tuổi, và 5 năm tầm sư học đạo, 6 năm khổ hạnh, 49 ngày thiền định. Đến ngày mùng 8 tháng Chạp, Thái tử Sĩ Đạt Ta thành đạo, hiệu là Thích Ca Mâu Ni, lúc đó ngài được 31 tuổi, và Đức Phật Thích Ca độ đời được 49 năm. Đến ngày rằm tháng 2, Đức Phật nhập Niết Bàn, thọ 80 tuổi. Và trong sấm giảng, Đức Thầy cũng có nhắc lại, lòng Thái tử quyết theo ý muốn, thừa đêm khuya lén trốn vào rừng, lìa cha già vợ đẹp con cưng, thân chẳng xá sông pha bờ bụi. Ngài thuở ấy nên 19 tuổi, tâm đại hùng, cương quyết tu trì. Trải bao phen lao khổ siết chi, sau ngày đến rạch ni liên thiền. Thấy cỏ hoa cảnh bắc tham thiền, ngồi khổ hạnh 6 năm bên ấy. Đạo gần đất ma dương theo khuấy, dùng thần thông nghị lực dẹp tan. Ấy mới vừa đắc đạo hoàn toàn, và lần bước phô trương độ chúng. Ngài bèn xét ở trong Phật chủng, các chúng sanh đều có như ta. Bị vô minh vọng tưởng dạy tà, nên quay lộn ta bà cõi khổ. Lòng thương chúng thuyết phương tịnh độ, đặng dắt dìu tất cả chúng sanh. Nếu như ai cố chí làm lành, chiên niệm Phật cầu sanh Phật quốc, cả vũ trụ khắp cùng vạn vật, dầu tiên phàm ma quỷ súc sanh, cứ nhất tâm tín nguyện phụng hành, được cứu cánh về nơi an dưỡng. Lời Đức Thầy. Tiếp theo anh em chúng tôi đã đến ban trị sự phường Long Phú, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang để tiếp tục ghi hình lại các xe hoa ở trong thị xã Tân Châu. Nam mô A Di Đà Phật.
Đây là chiếc xe hoa của ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo, phường Long Phú. Rất là đẹp. Quá đẹp quý vị ơi. Ở trên xe hoa này thì có các cái đài sen rất là đẹp. Hai bên thì cũng có trang trí câu giảng của Đức Thầy. Ao sen báo Tây Phương đua nở, chờ chúng sanh niệm Phật chí tâm. Đây là những cái đài sen ở phía trên chiếc xe hoa. Và cũng có trang trí bốn chữ Phật giáo Hòa Hảo. Phật dù ở xa xăm Tây Dứt, giáo nhân sanh nỗ lực cấy cài, hòa bình sẽ thấy nay mai, hảo tâm chiến sĩ nở mài binh nhung. Hay là Phật sức an giang đủ phép màu, giáo truyền đạo thích rất cao sâu, hòa trong sanh chúng gieo điều thiện, hảo ý đưa về kiến Bụ Châu. Ở trên xe thì có trang trí chân dung của Đức Thầy trên một cái tòa sen. Chân dung Đức Thầy thì bốn mặt. Quá đẹp. Ở phía sau thì trang trí chẳng tu thân đặng giữa Phật đài, cho thông thả hưởng mùi sen báo. Tây Phương đua nở hoa liên, chờ người hữu phước thiện duyên từ hòa. Chiếc xe hoa của ban trị sự phường Long Phú rất đẹp quý vị. Phía trên là những cái bông sen, trên đó có bốn chữ Phật giáo Hòa Hảo. Tiếp theo, Thành Quý Cư Sĩ và Quỳnh Phát TV đã đến ban trị sự phường Long Sơn, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang để tiếp tục ghi hình chiếc xe hoa của ban trị sự phường Long Sơn. Kính mời quý vị cùng với chúng tôi đồng theo dõi. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính mừng đại lễ 18 tháng 5, kỷ niệm 85 năm ngày Đức Quỳnh Giáo Chủ khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo. Phía trước có trang trí Ta Thừa Vương Sắc Lệnh Thế Tôn khắp hai giới truyền khai đạo pháp. Xe hoa cũng đang trong quá trình hoàn thiện để chuẩn bị cho ngày đại lễ sắp tới. Quá đẹp. Ở phía trên thì có trang trí ngôi Long Đình và có chân dung của Đức Thầy bốn mặt. Quá đẹp rồi. Quá tràn đẹp rồi. Quá đẹp quý vị ơi. Phía sau thì có trang trí quyển sấm giảng thi văn giáo lý của Đức Quỳnh Giáo Chủ. Quá đẹp. Năm rồi thì mô hình của ban trị sự phường Long Sơn thì hình ông Phụng và Khương Thượng Tử Nha ngồi câu cá. Nhưng năm nay thì có sự thay đổi. Đó là chân dung của Đức Thầy bốn mặt, quyển sấm giảng và hình ảnh ngọn đuốc. Xe qua thì ở phía trước trang trí chân dung của Đức Thầy bốn mặt, phía sau là một cái quyển giảng và sau nữa là một cái ngọn đuốc. Khai ngọn đuốc từ bi chí thiện, tìm con lành dắt lại Phật đường. Đâu có đó thì con.
đây là tất cả 9 chiếc xe hoa của thị xã Tân Châu sẽ diễu hành trong lễ 18 tháng 5 ngày kỷ niệm Đức Thầy khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo lần thứ 89. Sau cùng kính chúc quý vị thân tâm thường an lạc, đạo quả sớm viên thành. Nam mô A Di Đà Phật.